Ở một trong hai cuộc đối đầu nội bộ của châu Âu tại vòng 1/8, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đã trải qua những cung bậc cảm xúc rất khác nhau trong cuộc hẹn diễn ra tại World Cup lần này. Ở vòng bảng, Ronaldo và các đồng đội đã có màn trình diễn khá tốt. Bồ Đào Nha đánh bại Ghana với tỷ số 3-2 ở trận ra quân và vượt qua Uruguay 2-0 ở lượt trận tiếp theo để giành vé sớm vào vòng 16 đội mạnh nhất. Bồ Đào Nha chỉ cần một kết quả hòa ở lượt trận cuối là chắc suất đầu bảng. Tuy nhiên, Selecao châu Âu đã không làm được điều đó khi để thua Hàn Quốc 1-2. May mắn cho Ronaldo và các đồng đội là Uruguay đã đánh bại Ghana, giúp họ bảo toàn được vị trí dẫn đầu. Đối thủ của họ là tuyển Thụy Sĩ cũng đã thi đấu không hề tệ ở bảng G. Đội bóng xứ sở đồng hồ đánh bại Cameroon 1-0 ở trận đầu tiên, khiến Brazil phải vất vả mới có thể thắng 1-0 ở lượt trận tiếp theo. Ở trận đấu cuối, đội bóng từ Trung Âu bước vào trận cầu quyết tử với Serbia khi họ buộc phải thắng mới có thể tự quyết số phận của mình. Đoàn quân huấn luyện viên Burak Yakin đã mang đến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn và giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 để cùng với Brazil ở bảng đấu này bước vào vòng 1/8. Trong quá khứ, hai đội bóng này đã có rất nhiều lần chạm trán nhau ở nhiều đấu trường. Cụ thể, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đối đầu 25 trận tính từ lần đầu tiên vào năm 1938 và lần gần nhất vào tháng 6 năm 2022. Thành tích đối đầu đang tạm nghiêng về phía Bồ Đào Nha khi trong tổng số 25 lần thi đấu với Thụy Sĩ trước đây, họ thắng 11, hòa 5 và để thua 9 trận. Trong 25 trận đấu đó, chỉ một trận thuộc khuôn khổ vòng chung kết World Cup diễn ra vào năm 1938, khi ấy tuyển Thụy Sĩ đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1. Ở trận đối đầu gần nhất, Thụy Sĩ cũng có chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha vào ngày 13 tháng 6 năm 2022 tại UEFA Nations League. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với một trận đấu khó khăn trong hành trình tiến vào tứ kết World Cup 2022. Dù đã có 2 chiến thắng liên tiếp và sớm giành vé vào vòng knockout, nhưng màn trình diễn của đại diện châu Âu ở lượt đấu cuối khiến cho người hâm mộ đang không thực sự yên tâm về phong độ của đội tuyển này. Đặc biệt là ngôi sao lớn nhất của họ, Cristiano Ronaldo, ở kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp đang chưa có màn trình diễn tốt nhất. Bồ Đào Nha liệu có thực sự cần Ronaldo ở thời điểm này nữa không? Có lẽ đây là câu hỏi mà chỉ có huấn luyện viên Fernando Santos mới có thể trả lời. Khi mà trong đội hình tệ nhất vòng bảng được WhoScore bình chọn, Ronaldo là cầu thủ châu Âu duy nhất bị liệt vào đối nghịch với sự xuất hiện của Messi bên phía đội hình xuất sắc nhất. Buồn cho CR7 ở chỗ anh đã giành danh hiệu cầu thủ chơi hay nhất trong trận mở màn của Selecao châu Âu. Khi Fernando Santos thay Ronaldo ra khỏi sân, đó là khoảnh khắc chứng minh Bồ Đào Nha đã dám thay đổi để tốt hơn. Những nhân tố khác như Rafael Leao, João Felix, Bruno Fernandes đều cho thấy họ sẵn sàng lĩnh sướng hàng công. Thực tế trên sân cũng chỉ ra, khi Ronaldo không còn, đại diện châu Âu đá tốt hơn trông thấy, gây được sức ép hơn và có sự biến ảo, đặc biệt từ hai hành lang cánh. Thậm chí đã có rất nhiều cổ động viên của đội tuyển Bồ Đào Nha không muốn thấy Ronaldo đá chính trong trận đấu tới. Theo một cuộc thăm dò trên tờ Abola, tỷ lệ rất cao người hâm mộ đội tuyển này cho rằng sự ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo lên đội tuyển đã sụt giảm đáng kể. Những gì siêu sao này thể hiện trong 3 trận vòng bảng đã cho thấy quá rõ điều đó, nhưng huấn luyện viên Fernando Santos vẫn bảo thủ và bảo vệ cầu học trò cưng của mình. Bỏ lại câu chuyện của Ronaldo, đoàn quân của Fernando Santos lúc này vẫn chưa có những màn thể hiện như kỳ vọng, bởi lối đá vẫn còn thiếu tính gắn kết ở ba tuyến. Bồ Đào Nha đang thiếu một tiền vệ có khả năng kéo và cầm bóng để luân chuyển từ hàng phòng ngự lên cao. Phần lớn sức mạnh của tuyến giữa Bồ Đào Nha phụ thuộc vào sự bền bỉ và thể lực giữa các ngôi sao chứ không mang tính đột biến. Trong một thế trận bế tắc, đây là điều rất bất lợi. Nếu Bruno trong một ngày bị phong tỏa, rất khó để Bồ Đào Nha triển khai được bóng theo ý muốn. Khi đã bước đến vòng knockout, nếu thực sự còn bài, Santos nên bùng hết, bởi ông chắc chắn không muốn cả đội trở thành nạn nhân của một cơn địa chấn, vốn đã xảy ra quá nhiều ở World Cup năm nay. Ở phía bên kia chiến tuyến, nằm trong một bảng đấu không được đánh giá cao hơn Serbia và Cameroon, nhưng Thụy Sĩ đã xuất sắc giành quyền đi tiếp với 6 điểm khi chỉ để thua đội đầu bảng Brazil. Granit Xhaka và các đồng đội nổi lên như ứng viên tạo địa chấn ở vòng 1/8 với lực lượng rất đồng đều. Lứa cầu thủ hiện tại của Thụy Sĩ phần lớn vẫn được giữ nguyên sau Euro 2020 nên độ nhuần nhuyễn và tính ăn ý được thể hiện rõ. Đội bóng áo đỏ có điểm mạnh là khả năng gây đột biến trong từng khoảnh khắc, cùng với đó là thể lực được duy trì rất tốt, bất chấp trận đấu có bước sang hiệp phụ hay không. Brent Embolo đang được kỳ vọng sẽ là người lĩnh sướng hàng công Thụy Sĩ trong trận đấu này. Tiền đạo của AS Monaco đang chơi rất lên trần tại World Cup 2022 và cũng muốn lấy giải đấu làm bàn đạp để tăng giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Với sự yểm trợ của Shaqiri, Embolo sẽ dành chân hơn trong các pha chạy chỗ để tận dụng tốt sự tinh quái của mình. Các cầu thủ của đội bóng Trung Âu cũng đang cho thấy sự tập trung và tôn trọng rất lớn dành cho đối thủ của mình. Dù cho CR7 đang nhận phải nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên tiền đạo Zidane Shaqiri của tuyển Thụy Sĩ vẫn đánh giá rất cao đội trưởng của Selecao châu Âu.
Đừng xem thường Cristiano Ronaldo dù anh ấy đang ở tuổi 37 và không có câu lạc bộ nào. Chúng tôi luôn đánh giá rất cao tầm quan trọng của anh ấy với tuyển Bồ Đào Nha. Chấn thương của Nuno Mendes và Danilo đã khiến hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha bị xáo trộn. Khi huấn luyện viên Fernando Santos buộc phải sử dụng lão tướng Pepe trong hai trận gần đây. Nếu cả hai không kịp trở lại trong trận gặp Thụy Sĩ, đó sẽ là thiệt thòi của đội bóng bán đảo Iberia. Nhưng quan trọng hơn chính là việc Ronaldo đã không thể tạo ra sự khác biệt trên hàng công trong hai trận liên tiếp, khiến nỗi lo của huấn luyện viên Santos trở nên lớn hơn khi họ sắp đối đầu với một đối thủ chơi rất khoa học và kín kẽ. Trong khi đó, sự trở lại của Sakiri đã giúp Thụy Sĩ tăng thêm sức mạnh ở hàng công và điều đó được thể hiện trong trận thắng Serbia. Và huấn luyện viên Joaquin đang sở hữu đội hình đạt trạng thái thi đấu tốt nhất ở World Cup 2022 trong trận đấu với Bồ Đào Nha. Jasomer là cái tên sẽ bỏ ngỏ khả năng thi đấu trong cuộc đối đầu sắp tới. Thủ môn số 1 của Thụy Sĩ không được đăng ký cho danh sách thi đấu với Serbia vì bị ốm. Chưa rõ liệu thủ thành này có thể kịp quay trở lại hay không, nhưng nếu không thể góp mặt ở trận đấu tới, đây sẽ là một mất mát rất lớn dành cho đội tuyển này. Với những con người đang có trong tay, 4-4-2 kim cương vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý dành cho huấn luyện viên Santos ở thời điểm hiện tại. Vẫn là Diego Costa được lựa chọn để góp mặt trong khung gỗ. Ruben Dias sẽ tiếp tục đá cặp cùng Pepe trong bối cảnh Danilo chưa thể bình phục chấn thương. João Cancelo cùng Guerrero là hai cái tên chấn giữ hai bên hành lang cánh. Ruben Neves thi đấu thấp nhất ở hàng tiền vệ. Ở phía trên cầu thủ này là Bernardo Silva cùng với Otavinho. Chơi cao nhất trong bộ tứ là Bruno Fernandes. Bất chấp những phản đối từ người hâm mộ, huấn luyện viên Fernando Santos có lẽ vẫn sẽ đặt niềm tin vào Ronaldo. Tiền đạo 37 tuổi sẽ lĩnh sứ hàng công cùng với João Felix. Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Murat Yakin vẫn sẽ giữ cho mình bộ khung đã chơi rất hay trước Serbia ở vòng đấu trước. Và 4-2-3-1 sẽ là khối đội hình mà đội tuyển này lựa chọn. Với việc khả năng ra sân của Jan Sommer vẫn chưa rõ ràng, rất có thể thủ thành Grigor Koben sẽ là cái tên đứng trong khung gỗ tuyển Thụy Sĩ. Cặp đôi trung vệ đang thi đấu tại Ngoại Anh là Akanji và Star sẽ là thử thách không hề nhỏ cho những tiền đạo của bán đảo Iberia. Cánh phải có sự góp mặt của Widmer, còn ở phía đối diện Rodriguez sẽ là lựa chọn hướng đến. Cặp đôi tiền vệ trung tâm gồm đội trưởng Granit Xhaka và Freuler. Ba tiền vệ hỗ trợ tấn công từ phải qua trái là Shaqiri, Sow và Vargas. Niềm hy vọng lớn nhất ở hàng tiền đạo không thể khác được vẫn sẽ là Embolo. Dù sở hữu những ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu hơn đối thủ, nhưng rõ ràng Bồ Đào Nha không được đánh giá cao hơn quá nhiều so với Thụy Sĩ, khi đội bóng xứ sở đồng hồ cũng luôn chơi rất hay khi đối mặt với các đội bóng lớn. Bruno Fernandes vẫn là niềm hy vọng số 1 của Serie A châu Âu, khi tiền vệ của Manchester United đang có một kỳ World Cup rất hay tính tới thời điểm này. Ronaldo cũng cần phải tận dụng tốt hơn cơ hội nếu không muốn đánh mất niềm tin từ ban huấn luyện cũng như đồng đội của mình. Thụy Sĩ nổi tiếng là đội bóng chơi phòng ngự khoa học và chặt chẽ, trong khi Bồ Đào Nha cũng không dám mạo hiểm tấn công từ đối thủ để tránh sơ hở trong phòng ngự ở cuộc đối đầu loại trực tiếp này. Chỉ một sai lầm duy nhất cũng sẽ khiến họ phải hối hận. Liệu những toan tính về mặt chiến thuật của các huấn luyện viên có phát huy tác dụng hay khoảnh khắc ngôi sao sẽ định đoạt kết quả trận đấu? Tất cả sẽ có câu trả lời vào rạng sáng ngày 7 tháng 12 tới đây.